Điểm mặt 4 kiểu dài hot nhất nửa đầu năm 2021. 1. Giày bệt. Tuy là kiểu giày rất quen thuộc, nhưng giày bệt lại tạo được cảm giác dễ chịu cho đôi chân và đặc biệt phù hợp với phong cách sống có phần thoải mái, tối giản. Nhờ thiết kế đa dạng nhưng vẫn linh hoạt nên mẫu giày này có thể dễ dàng ăn khớp với hầu hết các kiểu trang phục. Vì vậy, dù lên đồ đơn giản, năng động hay ngọt ngào, thanh lịch thì bạn vẫn có thể yên tâm sử dụng mà không lo bị lệch tông. Nếu thích rửa tay đơn giản, dễ bứt đồ hoặc diện giày bệt trong môi trường công sở thì chị em nên chọn dáng basic, mũi nhọn, màu trung tính vì vừa sành điệu, hách dáng vừa ít bị lỗi mốt. Ngoài ra, đừng quên những cái tên như giày Oxford, giày he, bởi chúng cũng có khả năng nâng cấp phong cách cực hiệu quả. 2. Giày bốt cao cổ. Giày bốt cao cổ đang là một trong những mẫu giày được cả sao nữ Trung Hàn lẫn giới sành mút diện cực nhiều. Sở hữu vẻ ngoài có phần khá hồng hố, cá tính và mang đậm phong cách thể thao khỏe khoắn, nhưng thực chất ai từng này hoàn toàn có thể cân nhiều sở tài. Chính vì vậy mà muốn trở nên nữ tính hay mít đồ bánh bèo một chút thì bạn vẫn có thể yên tâm lựa chọn. Ngoài khả năng kết hợp ăn ý với nhiều kiểu trang phục, giày bốt cao cổ còn đặc biệt tôn chân dài và điểm sành điệu. Xong, với các trường hợp có chiều cao hơi khiêm tốn thì việc lựa chọn độ cao cổ giày sẽ quyết định rất nhiều đến vóc dáng nên bạn nhớ lưu ý. 3. Giày kíp tần hiu. Kíp tần hiu là kiểu giày cao gót khá nhỏ nhắn, có thiết kế đơn giản, không kiểu cách cùng phần đế cao khoảng 3-5 phân. Chúng phù hợp với nhiều phong cách, mọi độ tuổi, dễ mang, đem lại cảm giác thoải mái, tiện dụng nên được xem là lựa chọn tuyệt vời cho hội chị em mới tập tành đi giày cao gót. Thêm vào đó, nhờ thiết kế dễ dàng ăn dơ với áo vest, quần âu, áo sơ mi, chân váy bút chì. Nên kíp tần hiu cũng được xem là kiểu giày đặc trưng mà quý cô công sở nhất định phải sở hữu nếu muốn mặc thanh lịch. Nếu ngại giày kíp tần he so truyền thống nhàm chán và kém thời thượng thì bạn có thể chọn dáng giày không gót, hở gót thay cho giày bít gót. Phần mũi giày nhọn cũng tạo được hiệu ứng kéo dài chân cực tốt nên đừng bỏ qua chi tiết này. Với các cô nào muốn tìm kiếm cho mình một mẫu giày vừa tinh tế vừa trendy thì kiểu giày được cách điệu phần gót sẽ là gợi ý khá hay ho nên bạn hãy tham khảo. 4. Giày Margiel. Nếu để ý, bạn sẽ thấy những đôi giày Margiel thực chất đã xuất hiện với tần suất dày đặc từ tận năm ngoái cho đến năm nay. Với thiết kế đặc trưng bởi phần quai vắt ngang chân, ai từng này giống như một làn gió mới, mang đến chút dễ thương cho outfit hàng ngày hay outfit công sở có phần nghiêm túc. Đặc biệt, dù sở phong cách khá cổ điển, nhưng giày Margiel cũng không quá kén chọn phong cách. Bạn có thể chọn thiết kế dáng bệt thoải mái, tiện dụng, hoặc cao gót duyên dáng, nữ tính để thay đổi style cũng như lên đồ linh hoạt, hợp gu hơn. Theo voh.com.vn, tôn suất sưu tầm và tổng